Trong bản tin của mình, ITN cho biết Việt Nam chỉ cung cấp vài mẫu bánh mì và Bộ Ngoại giao cung cấp phần ăn cho những người bị cách ly. Thế nhưng sự thật lại không phải như vậy. Như tin tức đã đưa, chiều 25 tháng 2, một kênh truyền hình Hàn Quốc bất ngờ đưa tin về tình trạng 20 du khách Hàn đang được cách ly ở Việt Nam và cho rằng họ cần được giải cứu vì đang trong tình trạng chăm sóc tồi tệ, với bữa cơm ăn không đủ no. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin khác đã chỉ ra rằng, những gì ITN News chia sẻ về bữa ăn của người Hàn ở Việt Nam là sai sự thật. Theo kênh tin tức này cho biết, 20 người Hàn Quốc bị cách ly tại Đà Nẵng, Việt Nam, với lý do ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19 nói rằng họ đang phải trải qua điều kiện sinh hoạt vô cùng tồi tệ ở nơi cách ly. Những người bị cách ly bị khóa nhốt ở nơi riêng biệt, dù không có triệu chứng gì và thậm chí bữa ăn cũng không được cung cấp tử tế. Bản tin của ENT News gây tranh cãi. Hộp cơm do Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cung cấp biến thành cơm hộp cho Đại sứ quán cung cấp để cải thiện điều kiện cách ly. Một bệnh nhân đã nói với ITN News rằng, một ngày họ chỉ cho ăn mấy lát bánh mì. Chia sẻ việc mình ăn không đủ no và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phải thảo luận với chính quyền Việt Nam về các phương án thay đổi điều kiện cách ly và cung cấp phần cơm hộp cho những người bị cách ly. Chính những thông tin này đã khiến các độc giả tiếp cận thông tin từ ITN News cho rằng Đà Nẵng chỉ cung cấp vài lát bánh mì cho người Hàn vào buổi sáng và để họ đói cả ngày. Tuy nhiên, theo thông tin từ địa phương, hộp cơm của các du khách Hàn Quốc chụp lại đăng lên bản tin của ITN là do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Bệnh viện Phổi Đà Nẵng lựa chọn cung cấp. Suất ăn được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cung cấp. Hình ảnh phần ăn khi vừa được đóng gói xong ở nhà hàng. Bác sĩ Lê Thành Phúc, giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, cho biết suất ăn của 20 du khách Hàn đã được bệnh viện cân nhắc, chuẩn bị riêng cho các hành khách vì sợ họ lạ món. Phần ăn này được đặt mua ở một nhà hàng món Hàn Quốc nổi tiếng trên đường Hồ Ninh, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Mỗi phần ăn 200.000 VND đồng gồm cơm, canh hầm xương heo, thịt heo cay, mì súp cua. Hiện tại, cơn sốt Apollo Shigeto Việt Nam vẫn chưa giảm nhiệt. Mặc dù đã rơi khỏi top trend thế giới, nhưng hashtag này vẫn nằm trên top 1 trending Twitter Việt Nam. Nhiều cư dân mạng Việt đang yêu cầu lời giải thích từ chính kênh tin tức ITN. Video liên quan, việc sắp Hàn Quốc làm phóng sự về việc khách du lịch bị đối xử tệ ở Việt Nam. Phương Dung, theo Thế giới Trẻ Let's Blog Ask, Why?